Vâng, còn những ngày qua thì cộng đồng mạng, nhất là các bậc phụ huynh, phản ứng dữ dội khi mà YouTuber có tên là Thơ Nguyễn đăng tải clip mà nhờ búp bê xin vía học giỏi. Nhiều người cảm thấy phẫn nộ, lo ngại bởi những đoạn clip này sẽ tác động xấu và ảnh hưởng đến suy nghĩ, tạo những hành vi lệch lạc cho trẻ em, khi đây là đối tượng chính của kênh YouTube có gần 9 triệu người theo dõi này. Ngay trong ngày hôm nay, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan tới tài khoản Thơ Nguyễn. Cùng với đó, phối hợp với Bộ Công an mời Thơ Nguyễn lên làm việc. Trong trường hợp chủ kênh Thơ Nguyễn không hợp tác, kênh sẽ bị khóa. Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết đã phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an để tìm địa chỉ và số điện thoại liên hệ mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc vì video người này truyền tải có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhưng YouTuber này chưa hồi đáp. Trong trường hợp chủ kênh Thơ Nguyễn không làm việc với cơ quan chức năng hoặc cố tình không nhận liên hệ thì sẽ đề nghị Google chặn kênh. Về phía Google ủng hộ chặn những kênh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan hoặc có thể không trả tiền quảng cáo cho những kênh đó. Trước đó, Thơ Nguyễn đã đăng lên TikTok 2 video cho búp bê giống Comatong uống nước ngọt để xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ. Dù sau đó người này có xin lỗi và giải thích đây chỉ là trò đùa thì vẫn nhận lại sự chỉ trích từ các bậc phụ huynh. Có rất là nhiều bạn cứ mặt thon để uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng riêng mập nhà chị thì không cần. Thưa quý vị, Thơ Nguyễn là một hot YouTuber sản xuất nội dung trên YouTube, được nhiều thiếu nhi và cha mẹ theo dõi kênh. Hiện nay, YouTuber của người này có khoảng 8,7 triệu lượt đăng ký theo dõi, là kênh YouTube có lượng người theo dõi nhiều thứ 7 ở Việt Nam. Trước đó, kênh này cũng bị nhiều phụ huynh phản ứng vì một số nội dung gây phản cảm, phản giáo dục, ảnh hưởng xấu tới trẻ em. Và theo tính toán của cộng đồng mạng, với gần 6 tỷ lượt xem và trung bình 1,2 triệu lượt xem video, mức thu nhập của Thơ Nguyễn từ YouTube dao động trong khoảng từ 6 tỷ cho tới gần 100 tỷ trong mỗi năm.